Kính thưa quý vị, Tổng thống Mexico ký luật cải cách thị trường năng lượng, tin từ Mexico City. Tổng thống Enrique Peña Nieto đã ký luật cải cách thị trường năng lượng và đầu tư ở Mexico. Dự luật tu chính 3 điều trong bản hiến pháp và đã được đa số quốc hội thông qua trong tuần trước, mở cửa ngành kỹ nghệ dầu lửa và dầu khí bị quốc hữu hóa từ năm 1938 cho tư nhân đầu tư, cho phép tư nhân khai thác mỏ dầu, thương mại hóa dầu thô và các công ty ngoại quốc có thể hợp tác với công ty dầu quốc doanh Pemex để gia tăng sản lượng. Với trữ lượng khoảng 10 tỷ thùng, Mexico là nước có trữ lượng dầu lửa đứng hàng thứ ba ở châu Mỹ Latin sau Venezuela và Brazil. Ngoài ra, Mexico hy vọng đang có trữ lượng khoảng 30 tỷ thùng trong vùng nước sâu của vịnh Mexico. Công ty Pemex cố gắng khai thác nhưng thiếu đầu tư. Từ khi sản xuất lên mức cao nhất trong năm 2004 với 3.4 triệu thùng một ngày, sản xuất đã đi xuống. Tổng thống Peña Nieto nói rằng sự cải cách sẽ gia tăng an ninh năng lượng cho Mexico, đem lại lợi ích cho người dân. Cải cách năng lượng là chương trình quan trọng nhất của Tổng thống Peña Nieto sau khi lên cầm quyền, muốn vực dậy nền kinh tế trì trệ của Mexico trong nhiều năm qua.